Thì bây giờ nhà chị là cái hướng Tây đúng không? Thì căn bản đó, thì cái tầng 1 và các tầng mình đang tác động là cái phương bị Nam của nhà mình này. Thì toàn bộ cái phương bị Nam này nó có cái ao, cái sình này này. Thì nó sẽ làm cho tổn hao danh tiếng, mất mát rất là nhiều về tiền bạc. Đấy, thì cũng như ví dụ như cái phương Nam, Việt Nam của mình chiếu ra bên này là toàn là cái ao nước này. Thì những cái tầng cao trên này mà mình thường xuyên ở tầng cao trên này thì rất là bất lợi. Đấy. Thì tại sao mà cái hướng Tây, Tây Bắc, hướng Tây mà động khí Tây Bắc rất là vượng. Mà chị ở thì công việc thì nó lại không được thuận lợi. Bản chất cái phía trước này này, bản chất cái phía trước của nhà chị này là toàn bộ cái phương vị Tây, Tây và Tây Bắc này, là nó có toàn bộ là cái ao, mà nhà phía trước mình nó lại thấp đó, thì cái khí thủy nó sẽ khi mà mùa gió về nó sẽ tác động lên cái những cái tầng cao này của mình. Thì nên mình giờ buộc chìa khóa mình phải ở tầng dưới đó, mình ở tầng dưới, ở tầng 2 thôi đó, là mình ở tầng 2 thôi thì mới được. Còn ban thờ thì chịu khó thì thay nước thắp nhang rồi thường xuyên mở cửa nạp khí nạp sáng thôi. Ban thời thì chị bài trí như vậy là được rồi, đầy đủ rồi. Rồi cái đây nữa này, như nhà chị là cái trục nhà vệ sinh này nó đang rơi vào Tây Bắc này. Thì đối với các nhà vệ sinh phía dưới á, tại vì toàn bộ nhà chị toàn theo trục này thôi, trước kia nó không có. Thì riêng cái khu vực Tây Bắc này phải thường xuyên mở cửa như thế này và dọn dẹp sạch sẽ đi, khô thoáng. Với lại phía sau này là cái tòa ban thờ này, thì mình cố gắng dọn dẹp sạch sẽ. Với là nhà mình là cái nhà cái thế, nó nhà lật tầng này, thì thông thường như này thì nó mất cân bằng âm dương, thì bản chất nó cũng không tốt. Thì phía trên này cao này, phía dưới này thấp này, thì nó là hình thế là phía trước cao phía sau thấp về nền. Đấy, thì như vậy thì nó sẽ làm thoái đinh thoái tài. Căn bản hướng đẹp, hướng vượng, động khí tốt, nhưng mà nó rất là nhiều cái bất lợi. Cái này thì cứ để vậy thôi chứ chẳng có cách nào để xử lý. Thì giờ mình chỉ có điều chỉnh là nhà vệ sinh Tây Bắc là tầng 2 á, là buộc phải bỏ cái nhà vệ sinh ở Tây Bắc tầng 2, bật đèn vàng hút mùi, giữ sạch sẽ, chỉ đánh răng thôi, không tắm, chịu khó đi ở tầng 1 và tầng 3. Đó là mình chịu khó mình ở tầng 2 là như vậy. Xong rồi hoặc là mình đi cái nhà vệ sinh ở phía dưới, tầng 2 có, dưới này có không ta? Đó thì mình đi xuống ở phía dưới của cuối nhà. Đấy, không có dùng cái phòng đó là xong. Còn các cái tầng này thì mình không dùng, nhu cầu chưa có, là cứ bật đèn vàng hút mùi 24/24. Đó, còn các cái hệ phía trước thì chịu khó sáng mở cửa ra. Đó là như vậy. Còn khi nào nhá? Khi nào mà cái thằng bên này này, thằng bên này mà nó xây được nhà, nó lấp được cái ao nước này đi này, thì chị mới vượng được. Còn không là không phát triển được. Đấy. Thằng bên này cũng vậy này. Cái thằng ngói đỏ này cũng thế này, nhưng mà thằng ngói đỏ nó thấp. Còn một cái nó không chịu tác động của phía trước nước, nhưng nó vẫn cái phía nam nó có nước này, thì nó vẫn tổn hao danh tiếng, mất hết tiền bạc. Đấy, cái này là nước quanh năm đúng không chị? Không, mùi thôi hả? Không, à, mưa vào nó lên nước này đúng không? Vậy là cứ mưa vào là mình bất lợi. Nó lấp được nước này là tốt. Giờ mà thằng này mà lấp được nước đi là ngon lắm này. Lấp đất đi. Đó. Thì chị cần lưu ý em cái vấn đề đó thôi.